Chào các bạn, đây là đến với kênh Ice Movie. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi vị tướng Wiffleton, một trong những là AD khá là mạnh. Nhưng bạn nhìn thẳng. Ôi giời ơi. Đầu thế sai lầm. Ôi, lính rất là đông. Mày chắc thân giới nó khá là nhiều. Thì mô lên ngân thì hai mạng nó cũng như là vậy. Không đâu sắc hơn. Ghê chứ kìa. Thì hiện tại thì mình với là Gladio pick hơi nhiều mạng. Hai bạn pick 12 mạng và 4 mạng. Thì đối tên thì các bạn hãy lên Mayu đầu tiên. Rồi, vây xanh thì hơi mệt lắm. Rất may là có mặt bằng ở đây chứ không thôi là có đó là lỗ hình. Này Galio thì bằng là chết chạy hơi nhiều. Bạn này sắp một mặt từ đầu như thế thì chịu được. Thì đối với Wiffleton thì các thể nào tại ôi Timo đằng này đang bị hành. Timo sao mà chơi được mà với lại Tiana được. Tiana đã sắp thành công được Timo. Lui nào bạn ơi, thôi là nó
Đấy, dùng gẹp xong rồi đừng đánh. À, mấy cái tên nào phải có mấy cái tên nào thắng một được hai. Tiếp mình thấy là mình bán đi, bán đi, bán một liền nữa thôi, về nào. Rồi kiếm kiếm đi vô tăng lại xuống xong. Cái này thì vay như con mắt đã thấy được rừng căn bản nó không đi nhanh luôn nhanh không mất tay gì ra như nó cuối rồi vậy khá là đầu mà đôi khá là khó chịu và vậy rồi mặt này ôi trời ơi vừa về rồi. À, tiếp tục rồi em mở tiếp tục chứ mọi người hai rồi thì tiếp tục mình sẽ cố gắng xong rồi hơi khó khá là nhiều rồi thì mức hồ tên thì các bạn có thể là nhiều các đèn đồ thì tầm này thì các bạn có thể là vòng đồ đền để sang sẽ hơn giờ này tiếp tục mình mở nó hơn rồi. Đại đã khá là ngày rồi cuối cùng đại đã giờ nào cũng chơi giờ thì ôi mình chơi chạy khá là nhiều 050 chơi chạy thế sao mà đánh ra thì cũng có bắt đầu vừa
sát thương từ Timo khá là lớn. Timo là một cánh cánh khá là nhiều. Hai quán sát thương sát ở dưới thì chủ yếu tập trung vào phong quy. Thêm một phong quy mở ra mà sẽ biến về là như bóng đồ sát thương kiếm mặt. Ui xài ra ra vô bột kiếm. Thế là có một cái tìm mô thú được như thế này. Xe nãy này Diana đang xuống ngành bên dưới. Timo rất may đã chịu khóc. Mình sẽ lên thổ được đến này nào. Rồi cuối cùng cái được con lên Crab thì con sẽ có bạn mất thời gian mình đã lấy rồi thành ra khá đó khá là hay. Mày có đó đi ăn ai dùng chịu được cho mày là mày hỏi mày hỏi mày hỏi mày được lớn được lượng nghiệp thành công. Ok
xin nhớ khó khăn phía sau. Hai mươi pha lên lên một té nguyên cung xanh tầm này thì mới chơi được là nút thương luôn. Rồi mà sát thương phải chịu sát thương từ ba người. Sắp tầm này rất là đau, bọn nó phải làm chiêu liên tục. Rồi hai quá là sắp rồi, bọn nó tự nhiên chạy rất là nhanh. Ôi thì đối với Miss Proton thì các bạn thấy mình tiếp đỡ liên thanh tăng này. Team mình đầu em rất là yếu nhưng mà giờ thì team khá là mạnh rồi. Mình đồn này một phát là mình băng này. Hay lắm. Hay lắm. Ôi. Rất là tiếc. Mình đồ rất là trâu. Hoa đồ. Thì ra đồ cũng trâu không kém. Ra là chỉ là phải có bụi mới có hay được một chiều. Rồi hôm nay thì nắm Timo cũng không vừa sử dụng cho lắm. Ôi bản canh không được chuẩn cho lắm, rất nhẹ lắm. Đánh được phòng bên trong. Bạn tưởng là có thể giết được Calion nhưng
chưa đâu. Không chịu nổi gì. Sau khi làm các chương trình thì mình sẽ tăng trưởng khá là nhiều. Không sợ rồi. Thôi rớt đây anh bắn hai bạn đánh con đồ khi nào chết được. Cuối cùng quay là có đất bột kìa. Mình sẽ nấp đây chờ thời cơ là ăn một đi. Bạn thấy không, chị hàng đó nó như vậy. Đến khó nha. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình về việc tưởng giết pho tần một trong những AD có thể dùng phép khá là mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Subscribe kênh Hi Small nhé.